Chào anh chị, với những khu công nghiệp có vị trí địa lý kết nối mạnh thì sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy rất là nhanh, đặc biệt là những cụm công nghiệp nhỏ tại Bình Phước. Và trên màn hình anh chị là một cụm công nghiệp dưới 200 hectare tại huyện Đồng Phú, Bình Phước. Và hiện nay có khoảng 7 đến 10 nhà máy đang xây dựng ở bên trong, phần lớn là các doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc. Đây là khu công nghiệp sạch. Và hiện tại thời điểm này vẫn đang là xây dựng, tầm nhìn từ 1 đến 2 năm tới sẽ hoạt động rất là mạnh. Và ngay những cái thời điểm mà bất động sản giá rẻ như thế này, chúng ta có thể tìm kiếm những bất động sản xung quanh khu vực này hoặc là những khu vực rốn dân để đón đầu cái xu hướng phát triển công nghiệp trong thời gian tới. Giá cả khu vực này ở dao động từ 2 cho đến 300 triệu một mét ngang, mét vuông từ 2 đến 5 triệu một mét vuông tùy vị trí. Những anh chị nào mà chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể đến trực tiếp những cụm công nghiệp đang xây dựng, đang đạt tỷ lệ lấp đầy cao như thế này, chúng ta tìm kiếm cơ hội. Những anh chị nào chúng ta không có thời gian ở các khu vực xa thì hôm nay Nguyễn Đoàn sẽ giới thiệu đến anh chị một bất động sản rất là tiềm năng, diện tích đẹp, giá thì rẻ hơn thị trường. Bất động sản của chúng ta có diện tích là ngang 10, sâu 60, có 100 thổ cư, sổ hồng sẵn và giá hiện tại chỉ hơn 2 tỷ. Với mức giá này, chủ đầu tư đã chấp nhận bán mẫu để giải quyết vấn đề tài chính. Và đây là cơ hội vàng cho những anh chị chúng ta đang có nguồn tài chính trên 2 tỷ ngay thời điểm này. Và với vị trí này chúng ta thấy ngay cổng chính của cụm công nghiệp, khi mà công nhân và người lao động ở trong nhà máy ra thì đây là cái điểm rốn để hút công nghiệp rất là mạnh. Với vị trí này chúng ta đầu tư lại vốn cực kỳ tốt, tầm nhìn từ 1 đến 2 năm đã có thể gặt hái kết quả. Còn khai thác dòng tiền là trên 2 năm, khu vực này xây nhà trọ, xây ký ốt hoặc là làm các khu chợ tự phát rất là hợp lý. Bởi vì từ vị trí bất động sản di chuyển ra trường mầm non, ủy ban xã trường cấp 2 chỉ từ 1 đến 2 cây số.